đến với chương trình giới thiệu các trường tại Singapore của công ty Tân Đại Dương. Và đến với chương trình hôm nay thì Tân Đại Dương xin giới thiệu cho các bạn thông tin về ngành học du lịch khách sạn tại trường MDAS Singapore. Thì sinh viên theo học ngành du lịch khách sạn tại trường MDAS sẽ được thực tập 6 tháng tại các khách sạn và những tập đoàn lớn tại Singapore. Thì MDAS được thành lập năm 1956, là học viện phi lợi nhuận lâu đời nhất Singapore và chuyên cung cấp các khóa học, hội thảo cũng như là dịch vụ quản lý danh tiếng trên các lĩnh vực. Học viện thường xuyên có những cái chương trình liên kết với các trường Úc, Pháp, Anh, Mỹ và các khóa học đào tạo về ngành du lịch khách sạn tại trường MDAS thì mang tính thực tiễn cao, giúp sinh viên nhanh chóng bắt tay vào công việc sau khi tốt nghiệp. Khoa du lịch khách sạn được trang bị với các trang thiết bị hiện đại và tiện nghi như là phòng quản lý khách ở, nhà hàng, các thông tin về quầy bar, phòng khách sạn cao cấp để sinh viên có thể thực hành ngay từ năm thứ nhất. Và ngoài thời gian thực hành tại trường thì sinh viên còn được tham gia khóa thực tập tại các công ty du lịch khách sạn lớn tại Singapore. Và chương trình thực tập có lương mang ý nghĩa cho các em vì các em được làm việc cũng như là va chạm tại môi trường làm việc quốc tế chuẩn mực cao tại Singapore. Bên cạnh đó thì các bạn sinh viên sẽ được tham gia các chuyến đi thực tế tại các khu resort hay là khu du lịch nổi tiếng tại Singapore và nước ngoài như là Hồng Kông hay là Bắc Kinh hay là Bangkok, Thượng Hải, Macau vân vân. Và sự thực tế trong chương trình học của trường MDAS còn nằm ở các giảng viên. Thì giảng viên ở đây không chỉ có trình độ chuyên môn cao mà họ còn là những người đang làm việc trong các ngành du lịch và khách sạn tại các vị trí quản lý. Các giảng viên thì truyền đạt cho sinh viên không chỉ kiến thức mà còn chia sẻ những kinh nghiệm thực tế mà họ đã trải nghiệm. Chương trình đào tạo của trường từ cao đẳng cho đến chương trình thạc sĩ. Và mọi thông tin thắc mắc về thủ tục hồ sơ nhập học của trường như thế nào, điều kiện đầu vào của trường ra sao thì các bạn hãy liên hệ ngay đến công ty Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam, hiện đang là đại diện tuyển sinh chính thức của trường tại Việt Nam. Và các bạn cũng lưu ý là Tân Đại Dương chỉ có 3 chi nhánh ở thành phố Hồ Chí Minh và Nha Trang và không có bất kỳ chi nhánh nào ở Hà Nội. Và thông tin về trường thì các bạn cũng có thể tham khảo tại website tandaiduong.edu.vn hay là tdvn.com. Xin chào và hẹn gặp lại. Và sau đây là chúng ta sẽ có thêm một số thông tin nữa chi tiết hơn về trường MBS và những cái chia sẻ của chị Mai Lê Quyên, cũng là một đại diện của trường. Xin chào các bạn, tôi tên là Mai Lê Quyên, đến từ trường MBS. Các sinh viên Việt Nam đang học tại trường MBS của chúng tôi hiện nay cũng tương đối là đông. Tôi có khoảng trên 500 sinh viên Việt Nam đang học tại trường. Và các bạn đều đang có những cái thời gian trải nghiệm học tập và sinh hoạt rất là thú vị ở Singapore. Chị vui lòng chia sẻ thêm một ít thông tin, ví dụ như là những cái lợi thế nào khi mà học sinh học được ở trường MDAS của Singapore này? Các sinh viên quốc tế nói chung và sinh viên Việt Nam nói riêng khi theo học tại trường MDAS thì cái điểm nổi trội mà chúng tôi thấy là các bạn rất là thích thú đó là các phương pháp học theo vị hướng thực hành rất là cao. Ngoài những cái giờ lý thuyết thì các bạn có rất là nhiều giờ thực hành. Chúng tôi xây dựng các trung tâm thực hành cho các sinh viên ở các ngành như là ngành du lịch, ngành kỹ thuật, ngành thời trang, ngành khoa học đời sống, ngành công nghệ thông tin, thì chúng tôi đều có trung tâm thực hành rất là lớn và hiện đại trong trường và các em sẽ được thực hành tại các trung tâm này ngay từ khi các em học ở năm thứ nhất. Ngoài thời gian thực hành tại trường thì các em có rất là nhiều các chuyến đi thực tế và ở ngành du lịch thì chúng tôi còn có thời gian 6 tháng các em được thực tập tại các công ty lớn ở Singapore để du lịch cũng như là các khách sạn 4 sao, 5 sao ở Singapore. Theo như chị thấy thì sinh viên Việt Nam thường hay học những cái ngành nghề nhất và ví dụ như là trường có những cái học bổng nào cho học sinh Việt Nam không ạ? Sinh viên Việt Nam khi mà theo học tại trường MBS thì theo thống kê của chúng tôi những năm qua thì số lượng nhiều nhất các em vẫn theo học các ngành kinh doanh, các chương trình ở trong nhóm về kinh doanh như là ngành quản trị kinh doanh, ngành marketing và ngành kinh doanh quốc tế. Gần đây thì chúng tôi cũng có nhận thấy là các sinh viên cũng có nhiều những thay đổi và các sinh viên chọn học các ngành trong nhóm về du lịch khách sạn cũng như là ngành truyền thông cũng đang ngày càng tăng lên trong thời gian gần đây. Để hỗ trợ cho sinh viên quốc tế và cụ thể là sinh Việt Nam thì năm nay chúng tôi có hai chương trình. Chương trình thứ nhất dành cho các sinh viên có năng lực tốt, tức là các em có đạt điểm trung bình 7.5 trở lên ở Việt Nam, các bạn có thể nộp đơn xin suất học bổng trị giá
từ 3.200 đến 4.000 đô la sinh một suất. À, bên cạnh chương trình học bổng này thì chúng tôi còn có chương trình hỗ trợ cho các sinh viên, đó là các sinh viên được hồ sơ đến MBS trước ngày 30 tháng 6 năm nay, các bạn sẽ nhận được khoản hỗ trợ từ 1.500 đến 2.000 đô la sinh một suất. Đó là các bạn thấy là bổng cực kỳ hấp dẫn và những hỗ trợ rất là hữu ích cho các bạn. Và chúng tôi muốn hỏi thêm là chị Uyên là có những cái hỗ trợ giống như là cơ hội nghề nghiệp nào sau khi sinh viên tốt nghiệp từ trường của chị các bạn? Để hỗ trợ cho sinh viên trong việc xin việc làm ở Singapore thì nhà trường có thành lập phòng tư vấn việc làm của sinh viên gọi là MDS Career Assistant Unit. Tại bộ phận này thì các nhân viên ở đây họ sẽ có rất là nhiều những hỗ trợ sinh viên, cụ thể là mỗi một năm thì họ sẽ tổ chức hai buổi triển lãm hỗ trợ việc làm để các sinh viên sẽ có điều kiện tiếp xúc trực tiếp với các nhà tuyển dụng, các công ty. Ngoài ra thì sinh viên sẽ được tham gia rất nhiều các khóa đào tạo kỹ năng xin việc, các kỹ năng về làm việc và các bạn cũng được gửi thông tin thường xuyên bởi vì trường có liên kết với trên 2.000 doanh nghiệp Singapore và cung cấp thường xuyên các thông tin về yêu cầu tuyển dụng đến các sinh viên của trường. Thật sự đó là những cái cơ hội tốt để sinh viên Việt Nam có thể mau chóng tìm được việc làm sau một thời gian học tại MBS. Và sau đây thì xin cô xin chị Uyên cho biết một vài cảm nghĩ thì khi mà chị đến thăm công ty Thành Dương Đây là lần thứ hai tôi đến công ty Tân Đại Dương và cảm nhận của tôi là ở đây có một phong cách làm việc rất là chuyên nghiệp, các nhân viên cũng như là ban lãnh đạo là những người thực sự là rất là có tâm với về giáo dục và các sinh viên của chúng tôi khi mà đi học đi qua công ty Tân Đại Dương thì các bạn đều rất là hài lòng. Xin cảm ơn những chia sẻ của chị Nguyên với công ty và những cái kiến thức rất là tốt cho sinh viên Việt Nam. Xin chào chị.